Tần Hán, tình cũ Lâm Thanh Hà, sống cô độc ở tuổi gần 80 sau biến cố phản bội vợ. Đối với những 8X đời cuối và 9X đời đầu, có thể nói ký ức về bộ phim Xóm Vắng nghe qua như mơ hồ và chỉ là câu chuyện mà các anh, các chị, bố mẹ kể lại. Thời điểm thập niên 80 của thế kỷ trước, tác phẩm này từng là bộ phim được yêu thích trên toàn châu Á. Dù nội dung phim có phần u uất và chứa nhiều tình tiết ngôn tình khác với ngoài đời thực, nhưng không thể phủ nhận, bộ phim vẫn rất được công chúng yêu mến. Người ta say mê mối tình của Trương Hàm Yên và Bách Phối Văn. Thậm chí, không ít người còn hy vọng cặp đôi có thể kết nghĩa phu thê ngoài đời thực. Nhưng đời khác với phim, Tần Hán và Lưu Tuyết Hoa chỉ là bạn bè đồng nghiệp. Khi dòng phim tình cảm lãng mạn của nữ văn sĩ Quỳnh Dao vang danh khắp châu Á, Tần Hán trở thành nam thần trong lòng người hâm mộ, với hình tượng lãng tử điển trai và cuốn hút trên màn ảnh. Tần Hán có tên thật là Tôn Tường Chung, sinh ra trong một gia đình có gia thế hoành tráng, với cha là vị tướng nổi tiếng, còn mẹ là họa sĩ tài năng. Từ nhỏ, Tần Hán đã có mơ ước làm một công việc liên quan đến phim ảnh. Năm 1972, Tần Hán được giao vai chính trong phim Song Ngoại, cũng là một tác phẩm của Quỳnh Dao. Bộ phim thành công và đưa tên tuổi Tần Hán vang danh khắp Hồng Kông, Đài Loan. Nam tài tử sở hữu ngoại hình điển trai, đôi mắt buồn giàu cảm xúc, tông giọng trầm ấm, nét mặt hiền lành. Điều này giúp ông là lựa chọn hàng đầu của nữ văn sĩ Quỳnh Dao khi tìm kiếm vai nam chính cho các bộ phim tâm lý tình cảm đậm nước mắt. Nhưng đáng tiếc ngoài đời, Tần Hán không đẹp như các vai diễn trên màn ảnh. Năm 1971, khi Tần Hán chưa nổi tiếng, ông kết hôn với một người vợ ngoài làng giải trí. Hai người cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc với hai đứa con khấu khỉnh, một trai và một gái. Tuy nhiên, năm 1979, vợ Tần Hán nộp đơn ly hôn chồng, kết thúc cuộc hôn nhân. Hình tượng lãng tử chung tình của Tần Hán bị phá vỡ hoàn toàn khi nam diễn viên bị phát hiện ngoại tình với bạn diễn, nữ diễn viên Lâm Thanh Hà, khi cả hai hợp tác trong phim Song Ngoại, một năm sau khi nam diễn viên kết hôn. Mọi chuyện vỡ lỡ, Lâm Thanh Hà bị chỉ trích là tiểu tam phá vỡ hạnh phúc người khác. Khán giả quay lưng khiến cô phải rời khỏi Đài Loan sang Mỹ du học. Còn Tần Hán bị chỉ trích là người đàn ông phụ bạc. Hình tượng người đàn ông si tình chung thủy trên của nam diễn viên bị hủy hoại. Dù nỗ lực níu kéo hôn nhân sau sai lầm ngoại tình, Tần Hán và vợ vẫn ly hôn, kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 12 năm. Sau khi hay tin Tần Hán độc thân, Lâm Thanh Hà cũng nhanh chóng hủy hôn với Tần Tường Lâm. Cuối cùng, Tần Hán và Lâm Thanh Hà quyết tâm tái hợp, nhưng họ vẫn đường ai nấy đi sau 9 năm bên nhau. Năm 1994, Lâm Thanh Hà lên xe hoa với đại gia hình Lý Nguyên, còn Tần Hán sống cô độc đến bây giờ. Ở tuổi xế chiều, Tần Hán không còn hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng vẫn là một gương mặt được nhiều người nhớ đến. Năm 2020, ông xuất hiện trước truyền thông khi ghi hình cho một sự kiện thể thao. Ngoại hình của nam diễn viên U80 khiến nhiều người bất ngờ và không còn nhận ra mỹ nam đình đám năm nào. Tần Hán chia sẻ, cuộc sống hiện tại của ông rất giản dị. Hàng ngày ông tập luyện thể thao để giữ gìn sức khỏe, vẫn chơi bóng rổ đều đặn. Nam diễn viên nổi tiếng thừa nhận, ông không còn hứng thú với điện ảnh dù vẫn nhận được những lời mời. Từng là nam diễn viên được yêu thích trên màn ảnh nhờ vẻ ngoài thu hút nên việc đối diện với sự lão hóa cũng không dễ dàng với Tần Hán. Ông cho biết, hiện tại ông không thích nhìn vào gương. Bạn sẽ thấy một điều gì đó rất xấu xí và thực tế là bản thân đang già đi mỗi ngày, nam diễn viên nói. Ở tuổi U80, sau những sóng gió tình cảm, ông muốn dành những khoảng lặng cho mình, sống độc thân, tự chăm sóc và chiêm nghiệm về cuộc đời.